Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc đây. Mình đang quay cho các bạn xem cái cục nóng điều hòa của nhà mình. Đây là con Daikin Inverter R32, chạy ga 32 và con này là máy 12 các bạn nhé. Thì hôm qua các bạn đã xem video của mình là cái trong video đó. Thì hôm qua là mình đã cho các bạn xem cái video mà mình đo cái mặt lạnh của con điều hòa này khi mà nó chạy. Thì nó chạy ở với cái nhiệt độ là 17-18 độ C. 17-18 độ C khi mà bật hết công suất. Khi mà bật ở chế độ lại làm lạnh 18 độ. Thì theo như kiến thức của mình có đấy, thì với cái ga 32 này, với cái ga R32 thì nhiệt độ khi mà bạn bật 18 độ thì nhiệt độ nó có thể xuống đến tầm 14 độ. Có con thì nó xuống đến tầm 12 độ. 12 đến 14 độ thì nó mới hết được cái hiệu năng của cái ga 32. Thì hôm qua mình cho các bạn xem là đo 17-18 độ, tức là cái hiệu năng của ga 32 nó chưa được hết cái ga 32. Để cho các bạn biết được rằng là cái ga 32 này sức mạnh của nó làm lạnh rất là sâu là như vậy. Với nhiệt độ 17-18 độ chỉ là nhiệt lạnh của chỉ là nhiệt độ làm lạnh của ga R22 thôi các bạn nhé. Thì để nó lạnh sâu được thì hôm nay mình sẽ làm một cái việc rất đau thương, rất là đau lòng. Mình sẽ xả hết toàn bộ ga cũ của con này đi. Và hút chân không và làm lại từ đầu. Để cho con máy này nó được set up, nó được làm lại ga mới, hoàn toàn ga sạch. Để xem là nó có đạt được đến cái nhiệt độ là 13, nhiệt độ là 12 đến 14 độ như là người ta đã lén áp lực không. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện để tháo và xả ga. Đấy, các bạn có thể thấy được là con điều hòa này là bộ kết nối của nó ở chỗ này. Thì bây giờ mình sẽ tháo ở đây ra. Các bạn biết rằng là ga R32 thì áp lực nén của nó rất là sâu, áp của nén nó rất là mạnh, cho nên là chúng ta phải hút chân không thật kỹ và phải dùng sử dụng đầu chống bỏng để làm việc với cái loại máy này, chứ không là chúng ta sẽ bị bỏng tay ngay. Con Daikin thì nó luôn luôn bị cái rắc van này nó rất là sát với này cái vỏ nên là nắp rất là khó, rất là phiền hà với cái đầu chống bỏng này. Đấy. Các bạn thấy có đẹp không? Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Đấy. Đấy, ga bay ra có đẹp không? Đấy. Còn nếu nó lạnh, nó lạnh và nó làm ấy luôn. Nó làm đóng băng luôn cả cái van xả luôn. Máy 12 nhưng mà lượng ga rất là ít thôi. Lượng ga này rất là ít. Thế là nó khá là lạnh ấy. Bây giờ ta chờ cái ấy thì bị bỏng tay ngay. Đấy ngay. Khi ra phát ra thì sẽ tự nó phát ra nó thôi nhỉ. Rồi bây giờ thì ga nó đã hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết nối các đầu đấu để có hút chân không cho con này. Các bạn để cho nó chắc ăn thì mình sẽ dùng kìm để siết rắc vào cho nó đảm bảo là nó đang ở mức độ là kín nhất. Mức độ kín nhất. Con này thì không thể hở ống đồng được vì con này mình đã dùng nửa tháng nay và ga nó không mất đi bao nhiêu thì có lẽ không thể nào nó cũng mong được.
đồng hồ mở ra này. Đang dùng kìm. Kìm để siết cho nó được chặt nhất, bởi vì tay mình có thể nó sẽ không được chặt được được. Sẽ hút chân không cho nó được kín. Thứ nhất là để đấy. Rồi. Đầu dây vàng nó sẽ cất nối vào giữa nhé. Sau đầu dây vàng ta sẽ kết nối đầu dây đỏ. Các bạn nhìn thấy mình kết nối này, đầu dây xanh vào đây bên trái vào máy, và đầu dây vàng vào giữa, đầu dây đỏ vào rìa. Mình sẽ kết nối đầu dây đỏ với lại bơm chân không. Bạn sẽ kết nối đầu dây đỏ với bơm chân không nhá. Và đây là chai ga. Và các bạn thấy, nhìn thấy đây là chai ga 32. Và mình sẽ kết nối cái dây vàng vào chai ga 32 này. Vì cái chai ga 32 này nó đã gần hết rồi thì mình sẽ để đứng như thế này để cho nó dốc xuống, để các bạn sẽ được bơm ga được chuẩn nhất các bạn nhá. Bơm ga chuẩn nhất khi mà ta dốc được dốc bình ga xuống. Chúng ta vẫn xếp vào đường kìm cho nó yên tâm. Sau khi kết nối xong thì chúng ta sẽ cắm bơm chân không và bơm. Các bạn nhớ để chai ga như thế này vì chai ga này đã hết rồi. Bây giờ mình sẽ cắm bơm chân không để bơm nhé. Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng bơm chân không nó chạy rồi. Bơm chân không nó chạy rồi. Bây giờ mình sẽ mở hết tất cả các kim đồng hồ ra. Các bạn vặn sang bên trái là mở ra này. Vặn sang bên trái là mở ra này. Vặn sang bên trái là mở ra này. Vặn sang bên trái để mở ra. Bạn thấy kim đã xuống mức âm 1 rồi. Đó. Kim đã xuống mức âm 1. Kim này cũng thế. Và quá trình hút chân không này các bạn có thể hút đến tầm khoảng tầm nửa tiếng nhé. Trong con máy 12 vì ống đồng này nó cũng đoạn ống đồng này nó khoảng tầm 1 mét đến 2 mét, thì nó hút khoảng tầm đó. Chúng ta có thể hút nhiều hơn, hút nhiều hơn nếu như mà chúng ta máy to và đồng ống đồng nó dài. Đã mở hết đồng hồ rồi. Ta sẽ hút chân không, nó sẽ khóa đồng hồ xanh trước các bạn nhé. Các bạn nhớ là khóa đồng hồ xanh trước, sau đó ta khóa đồng hồ đỏ. Đó, ta sẽ tắt bơm chân không. Đó. Kim không bật lên là ok các bạn nhé. Và chúng ta có thể đợi một lúc, nhưng mà máy điều hòa mình đã bật ở bên dưới rồi, nên mình sẽ xả ga luôn. Thì cái mình đang bơm ga, các bạn nên thả ga rất là nhẹ nhàng để cho ga có thể vào được. Bây giờ mình đã bơm được một lửa ga rồi và máy điều hòa đã bắt đầu chạy, thì mình sẽ đo dòng để xem để bảo đảm là cái máy này hoạt động tốt. Các biết là maximum current, các bạn nhớ là maximum current ở đây báo là 7,8A, thì các bạn không thể nào bơm quá 7,8A nhé. Và đang báo là 2,5A. Bạn thấy tiếng, bạn phải nghe tiếng block chạy thì có nghĩa là nó sẽ chạy rất là nhiều đấy.
đang vào rồi. Với GA32 này các bạn bơm từ mức 130 đến 150. Hôm nay thì nhiệt độ nó không quá 140 rồi các bạn nhé. Mình sẽ xem dòng của nó. Dòng của máy là 3.2, tức là máy chạy gá là ổn định, chỉ bằng một nửa của maximum cousin thôi. Còn nửa maximum cousin nó về máy còn mới nên là mọi thứ sẽ hoạt động khá là yên tâm. Còn bây giờ là 3.37. Bây giờ khi nó chạy ổn định hơn, nó đã nhận với mức độ ga là đến là hơn 150. Đấy, khi mà chạy ổn định rồi, các bạn thấy là nó báo về đến mức 150 rồi. Các bạn chú ý một điều là khi mà các bạn bơm ga cho máy điều hòa đấy, các bạn phải nhớ là cái máy điều hòa phải sạch sẽ nhé. Máy điều hòa phải sạch sẽ, bởi vì nó bẩn đấy thì nó sẽ không ok đâu, không ok trong cái vấn đề nhiệt đâu. Này. Trước khi mình tháo kết nối của tất cả các bục nóng này thì mình cứ để cho máy chạy ổn định và mình sẽ đo nhiệt độ trên dàn lạnh các bạn nhé. Chúng ta cùng nhau đo nhiệt độ trên dàn lạnh xem đã có xuống được 14 hoặc là 12 độ C không nhé. Nhiệt kế đây, chúng ta sẽ đi. Đấy, mình đang để cái cảm biến vào cái mồm điều hòa rồi. Và mình đứng ở đây thì cũng thấy là điều hòa đang mát. Mình sẽ đo nhiệt độ ở mồm điều hòa bao nhiêu. Mình thấy là nhiệt độ ở mồm điều hòa nó vẫn là 18,6 độ. 18,6 độ các bạn ạ. Mình sẽ đợi một lúc nữa xem là nó có thể xuống sâu hơn hay không. Xuống sâu hơn hay không. Các bạn có thể thấy là nó chỉ dừng ở mức 18 độ thôi. Tức là con máy điều hòa này với áp lực của nó cũng chỉ được đến 18 độ thôi. Không thể nào xuống sâu hơn được nữa. Không thể nào xuống sâu hơn được nữa. Rồi mình đã nạp, rồi mình đã thay hoàn toàn ga. Và đây là một cái kinh nghiệm đáng giá cho tất cả các bạn khi mà đi làm điều hòa. Chỉ cần mức điều hòa ở mồm điều hòa mà bằng với mức khiển là đã ok rồi. Đấy, các bạn có thể thấy được là dòng bây giờ đã lên gần 4.9. Dòng của máy điều hòa bây giờ đã lên gần 4.9 rồi, 4.7, 4.8 rồi. Thì chiếc điều hòa đã rơi vào tình trạng hoạt động ổn định thì mình sẽ tháo thiết bị, tháo tất cả mọi thứ ra. Chúng ta sẽ lấy bình ga và khóa ga vào trước. Ta khóa đồng hồ, khóa hai đồng hồ. Sau đó chúng ta sẽ mở. Rồi, khi các bạn khóa đồng hồ rồi, bây giờ các bạn sẽ khóa van chống bỏng trước. Bây giờ các bạn sẽ tháo van chống bỏng trước. Van chống bỏng thì con này bị sát, các bạn ép máy một tí để tháo được van chống bỏng ra.
Đấy, các bạn có thể thấy là mình để khoảng tầm 10 phút thì nó đến bây giờ thì nó mới xuống được đến 12 độ 9. Đấy, thì mình nghĩ rằng là cái máy điều hòa này nó chỉ chạy được đến mức độ như này thôi. Chạy một lúc xong xuống đến 12 độ 9 là do cái cảm biến nó cảm nhận thôi, chứ thực ra thì tại điểm nhiệt tức thời thì chắc chỉ được 17 18 độ thôi, chứ không thể nào được 12 độ 9 được. Đây là nhiệt độ ngâm lâu. Thì nhưng mà cũng không sao, thì mình nghĩ rằng là với một cái điều hòa như thế này thì nó chạy đã là ổn. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này và chúc các bạn luôn luôn thành công thật nhiều trong cuộc sống.